Giao thoa ánh sáng trắng, tìm số bức xạ cho phân tối tại điểm M trong miền giao thoa bằng tính năng bảng giá trị trên máy tính Casio FX 880 VTG. Chúng ta có ví dụ trong thí nghiệm dân bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 đến 0,75 micromet, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m và hai khe cách nhau 2mm. Tìm số bức xạ cho phân tối tại M cách phân trung tâm 3mm. Bên cạnh sử dụng máy tính thì các bạn cần phải có kiến thức vật lý. Chúng ta có vị trí phân tối ít tối bằng K cộng 0,5 lambda D chia lại cho A. Từ đây suy ra lambda bằng A nhân với ít tối chia cho K cộng 0,5 tất cả nhân với D. Và tiếp theo chúng ta sẽ thế các đại lượng của đề bài vào quy thức của lambda. A thì chúng ta có bằng 2mm, ít tối bằng 3,5 chia cho K cộng 0,5 nhân với D là 2m. Với bộ đơn vị như thế này thì chúng ta sẽ không cần đổi đơn vị. Lambda này sẽ có đơn vị là micromet và rút gọn phân số ta có 3,5 chia cho K cộng 0,5. Với cách giải thông thường, chúng ta sẽ đặt lambda trong giới hạn từ 0,4 đến 0,75 của đề bài. Nhưng trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng tính năng bảng trên máy tính nha. Để sử dụng tính năng bảng, chúng ta sẽ chọn bảng giá trị, bấm OK. Ở đây chúng ta sẽ có hai cột, một cột là x tương đương với giá trị của K và fx là lambda, và chúng ta sẽ nhập vào phím tool. Ở đây chúng ta sẽ chọn xác định fx gx, bấm OK. Sau đó bấm tiếp tục OK để nhập fx. Fx sẽ bằng chúng ta có phân số, tử số là 3,5 và mẫu số là x tương đương với chữ K cộng 0,5. Rồi bấm SD. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào phím tool, chúng ta chọn phạm vi bảng. Ở đây chúng ta có thể chọn phạm vi bảng bất kỳ, nhưng trong ví dụ này chúng ta chọn từ 4 cho đến 15 với bước bằng 1 và sau đó bấm vận hành. OK. Thì các bạn thấy kết quả như sau. Với giá trị của x hay là K bằng 4 thì lambda bằng 0,77 ngoài vùng chúng ta đang có trong đề bài. Vậy thì bằng 5, bằng 6, bằng 7, bằng 8 và bằng 9. Thì thấy rằng 5, 6, 7, 8 thì nằm trong giới hạn từ 0,4 cho đến 0,75. Nhưng mà tới bằng 9 thì 0,36 nằm ngoài. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có 4 giá trị của lambda sao cho tại điểm M có phân tối.